Rồi, mến chào các bạn, để mình quay một số cái máy xới nè, công dụng của nó để cho các bạn tham khảo ha. Cái con này thì SSA55C nè, GG là bật đạn nè, trong này bật đạn. Anh con này nhiêu anh? Con này nhiêu tiền? Con này chắc mấy triệu chứ mấy ạ? Đủ dễ, con 550 này, con dân ma này nó tới 11 triệu lần. 11 triệu lần hả? Lý do sao mà nó giá cao vậy? Thì biết rồi, cái dọc mà máy xới dân ma nó là hàng hệ bây giờ mà. À, có như con này là bật đạn. Bật đạn luôn. Mà 5,5 ngựa, 5 ngựa rưỡi. Rồi dàn số nó xài dàn IT550. Ờ. Như cái dàn này nó chất lượng sao á, nó về cái mà công dụng của nó sới á, nó có người ta có hâm mộ không? Tại vì nếu mà dân làm vườn á, dạ, vườn cây ăn trái là xài thằng này nó rất là tiện lợi, tại à, nó là vừa ngắn đòn mà nó vừa gọn nữa. À, nhẹ gọn. À, đi sới bồn sới đòn là rất là thoải mái. Giống như kia morning mình đi phố nó ok đúng không? Nó gọn đúng không? À, 11 triệu ha. Ồ. Sới xanh giữa. Bây giờ cái máy xăng nó cũng đã 7-8 triệu rồi. À, dầu mà nó phải à, à, cái máy này không chắc 4-5 triệu, 5 triệu, 6 triệu hả? 5 triệu. Ồ. Thì à, như cái này thì hộp số nó nằm đây, sới nằm đây luôn à? Nằm ngay đuôi này luôn. À, nó nằm rồi với lại cái dàn số này. Số này bỏ lên chạy ngon ha. Chạy máy sới cũng ngon ha. À, số này à, trời ơi, 8 cấp lần hả ta? 8 cấp anh. Tầng đúp nè. À, 8 cấp nè. Bây à, giờ vô số này thì anh lên vậy là nó tầng số 2. Số dê 2 nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 số luôn nè anh. 8 cấp luôn. Cái này nếu mà chạy chắc nhanh lắm ha. Nếu mà gác lên máy xới chạy tốc độ tấn hàng. Đóng 1 tấn là phạt hàng. Tốc độ phải là 30 cây số giờ ha. À, 8 cấp số lần mà 11 triệu. Anh còn như cái con này mắc không anh? Sao? Bây giờ bao nhiêu nông cơ phủ cuối năm có bán hạ giá đó. Hạ giá anh? Sao em thấy cái máy thì đẹp mà dàn số nhìn xấu vậy? Hàng bãi nó phải vậy rồi chứ à, giờ đâu có đẹp mà long lanh được. À, như này mình hạ giá thì nó tầm khoảng nhiêu anh? Bữa nay là con này là hạ giá nó phải 11 triệu chứ từ mấy bữa bán 13 triệu. Trời, cái đầu máy không là đầu máy này mất tiền lắm à. Đầu máy này cả chục triệu ạ. À, tại vì bán trong cuối năm này thôi chứ ra năm cũng không bán giá này đâu. À, cuối năm là khuyến mãi hạ giá xuống 11 triệu. Thiệt không anh? À vậy hả? À, thì như con này thì nó sử dụng dòng IH80. IH là một trong những dàn chuyên sới ha. Nó là gắn dàn sới trực tiếp vô đây luôn, nhông nói chuyện đây luôn. Mình muốn chế vô để kéo thì mình làm cái bát thôi, mình gắn vô là thôi. Cái này cũng sên giữa luôn ha. Dao đồ mới tinh. Dạng dao rin mà mới tinh luôn. À, dao giống như chưa xài. Sử dụng vỏ 512 vậy ta. Rồi, IH80 ha. Đó, tác dụng là chuyên để sới ha. Đó. Máy này đào mương được hết nha các bạn nha. Áo nó có cái thằng Nhật nó chế mình vặn con ốc này ra nè. Vặn ốc này ra mình rút tầng á. Thằng này không đào mương được các bạn. Nhưng mà thằng kia thì đào mương được. Kia mình coi rồi đào mương được. Con này hạ giá không anh? Anh ơi, con này hạ giá không? Nói chung là trong cuối năm là con nào hạ hết á. À, như con này nó xấu xấu như vậy thì mình cái giá của nó rẻ rẻ không? Mà máy to à? Hả? 95. Bao nhiêu? 95 rưỡi à? Sao bây giờ đủ cái sao? Ok, vô làm việc luôn. Bao giá? Bao giá biết số bao giá con này không? Biết giá luôn. Bao nhiêu? Con này 18 triệu. Gì dữ vậy? Có đề chứ. Anh. Bây giờ con đó với con này trả là
tiền 19 triệu. Bao giá? Anh, con này 18 triệu à? Con đó mình bán 21 triệu đó. 21 triệu mà ở đây bán 18 triệu. Hạ giá đó. À, hạ giá còn 18 triệu. Đó là bất cứ cuối năm là con nào cũng bán hạ giá. À. Có cái giá này đâu. Có đề luôn. À, là trong chương trình khuyến mãi cuối năm đúng không? 18, 19 giảm giá 3 triệu. Ờ, 21 triệu. Đó, bạn thấy như nè, như con này cũng đào mương được nè. Mình tháo ba con ốc đó nè, ba ốc ghép nè. Ba ốc đó ra. Tháo ba ốc này ra thì còn lại 6 dao là nó sẽ đào mương. Rất là ok ha. Dòng này đào mương được luôn. Hộp số rời xanh giữa. Số rời xanh giữa. Ủa, bánh mới can xà beng. Bánh 62 lần, bánh lớn. Máy bật đạn. Hey, Saki này là dòng này là dòng này là văn ma, dòng này là dòng văn ma đó các bạn. Nó không là văn ma. Văn ma NF. Con này 6 cấp số. Con này là sới, bên nhanh bên chậm, bên chậm bên nhanh. Chậm bên nhanh ha. Dần chân là anh biết rồi, đủ mới mua máy anh dòm dần chân là anh thấy sướng rồi. Có đề luôn. Nói chung ra ai mua được cuối năm này giá rồi mà. Rẻ 3 triệu một con. Đúng rồi. Con này rẻ hơn hả? Cái nào? Cái này. Con này xin bị mắc hơn chứ. Ủa mắc hơn hả? Con này nhiêu anh? Nó có không đề mà. Không cần đề. Tâm, con này giá nhiêu? 19 đó. Giảm rồi anh, 19. Con. Con này là 19 triệu. Là giảm 3 triệu con đó. 19 triệu. 19 triệu. Thường thường là 23 triệu mà giờ giảm xuống là còn 21 rồi giảm xuống còn 19 là 20, 21, 22, 23 giảm 4 triệu đồng con luôn. Ồ, giảm dữ ra. Con này sên bìa mà nó lại sên bìa, chàng sới sên bìa mà không có đề. Con này thì không đào mương được, sên bìa thì không đào mương được nha. Sên mà sên giữa thì đào mương, còn sên bìa thì không đào mương được. Con này xài vỏ mấy ta? 512 à? Hay 612? NF90 nè. Là giống như là nó là cũng là văn ma đó. Nó mang thương hiệu Isuki thôi. 850. Con này động cơ của nó là 9 mã lực. Giống con kia cũng 9 mã lực luôn. À, cuối năm bán rẻ. Nếu vậy thì con này cũng rẻ luôn nè. Con này chỉ bây giờ còn mấy triệu à. Này cũng rẻ luôn, mới về chưa dọn. N80 vậy con này giá luôn nè. Biết giá luôn. Giá luôn còn giảm giá. Bao nhiêu? Con này 11 triệu. Có nè. À, 11 triệu. Đúng rồi. À, con này biết không? Thua. Con này biết giá là. Con này biết giá. Bảo đảm. Bảo đảm. Con này hết triệu 12 triệu trên bìa nha. Sên bìa với lại có đề. Luôn 12 triệu. Sên bìa. Còn con này 11 triệu. Là không có đề. Rồi, có đề đâu. Sên có đề mà sên giữa đây đâu? Là trước hả? À, có đề. Như vậy nay mình báo giá được mấy con ra? 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con. Con IT có cái giá kìa, IT kia 10 triệu kìa. Con nào? IT đẹp không ạ?
con nói nhiêu? 10 triệu UVT á, đúng rồi, 10 triệu. À, con đầu tiên là chú quay là 10 triệu. Đúng rồi, 10 triệu. À, 10 triệu. Đâu, đi đi ra. 11 gì á? Đi nè. Ha, thôi, vậy thôi, khỏi đi. Anh. Anh. 10 triệu không? Quay. 10 triệu. 10 triệu. Con, à, con này là con 10 triệu. 10 triệu. Sao nó móp cái nhựa nó móp vậy? Cái nhựa sao chứ? À chú nè, quan trọng cái lốc nè, ta bán nè đẹp. À à vậy hả? Con này 10 triệu còn con. Con này. Con đó. Con này 10 triệu. 10. Cái gì? À cái này à, con này 10 triệu. Phải không? Hả? 10 triệu không? 11 triệu. Con này, con này phải xịn hơn con này chứ. Có đẻ. Con này 11 triệu nè. Chung ra là giá báo rồi. Mày quay mà. Có. 10 triệu, 11 triệu. Con này biết giá không? Hôm qua quay 2 con này. Hôm qua quay 2 con này hơn 10 triệu. Hai con này không biết con một triệu con này. Thanh, 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 Thanh. Con này. 18 triệu. 18 triệu. Đây, đây, đây nè. Đồng má ta kêu con này chắc giá hơn. À, con này nhiêu? Con này 19 triệu sinh bìa. 19 triệu sinh bìa. Còn con này nhiêu? Con này 11 triệu nè. Có đề. Dạ đúng rồi, có đề 11 triệu sinh giữa. Con này? Con này có đề sinh bìa 12 triệu. Ờ, còn dạ, con nào biết giá nữa không? Con này, biết không? Con này nó cũng tầm triệu cũng đẹp. À, vậy hả? Hết rồi hả? Dạ. Hết biết giá rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, vậy thôi, cái con nào biết giá thì mình quay thôi. Hả? Cô ba đẹp đúng không? Cô ba nhiêu? Ờ, y 21 triệu. 21 triệu con kia. Thì y 10 bó tay. 10 bó tay luôn. Chưa bó giá, chưa biết luôn. Rồi. Bó giá khoảng mười mấy hai mấy triệu. Mười mấy. Đó vậy con nào biết thì mình ấy thôi. Con này xanh bìa coi đẹp không? Ồ, vàng dao đồ vẫn còn mòn lắm rồi hả? Dạ, con dao này con thấy một là thấy hay là tặng cho một người về. À, như dòng này là chuyên sới nha các bạn nha. Chuyên sới. Còn nó là cái này bằng nhôm nè, lóc nhôm nè, cái này bằng nhôm luôn, nó bắn dính vô đây. Mình muốn chế vô mấy sới thì phải chế bát vô. Cái con này nó có là gồm có là cái này số sới phải không? Dạ đúng rồi chú. Còn đây số chạy, số chạy nó có 6 cấp số. Còn dưới đây là cái gì? Đúp nhanh chậm. Đúp nhanh chậm chứ. Nhanh chậm của gì? Nhanh chậm á. À, 6 cấp số. Dạ. À, rồi có đề luôn. Có đề. À, con này động cơ bao nhiêu mã? F80. B8BS. Dạ. 8BS. 8 ngựa. Là dòng này đời bét kim hả? Hả? Bét thường. Nhưng mà đầu vuông. Dạ, đầu vuông. À. Đời mới. À, FD là khác đúng không? Dạ, đúng rồi. FD là bét kim, còn F thường là không có bét dạ. kim. Đúng không? Còn con này là cũng chuyên sới nè. Cũng 6 cấp số rồi, y như con kia. À, như mấy dòng con này thì đào mương được, xên giữa nè, đào mương được nè. Các bạn tháo hai ngóc này ra, rút ra đào mương được. Còn con này không đào mương được nha. Chuyên sới đất cứng. À, chuyên sới đất cứng. Con này thì trên này hơi xét, xe sơn lại chứ không? Dạ không chú ơi, hàng bên con là hàng sao để vậy chứ không? À, hàng sao để. Để à. Dạ. Không có con này thì nó cũng NF80LB, có đề. À, giống kia LB, hình như LB này có đề này. Dạ. Đúng không? LB là có đề. Dạ, không có đề. À, đúng rồi, bạc đạn ha. Dạ. Mét thường. Còn FD là bát kim. À. Rồi. Nói chung rất là đẹp. Xài vỏ máy 612 hả? Dạ 612. Con kia sao xin 512. Con cũng 612 luôn chú. À 612 luôn hả? 612 hết. À. Rồi con này thì con này thì sên bìa luôn. Dạ. Con này 19 triệu hả? Không, dạ đúng rồi, 19 triệu. À. Ô dao còn rất đẹp ha. Dạ, con này như là con này 6 cấp số luôn, không có đúp hả? Dạ không chú, nó có 6 cấp số rồi nó không có đúp. À đây là sới nè. À, rất là đẹp. Vàng 80. Sên bìa. Ô, vàng này kéo mọt luôn. Dạ. Vàng rồi luôn. À, máy động cơ này coi bét kim hay bét thường. À, NF 90. Nó với thằng Văn Ma là một.
Nhưng mà nó lấy cái thương hiệu của Isaki thôi, nó mua mấy dân ma về nó dán thương hiệu nó vô. Vậy là hai bên kết hợp với nhau. Đúng rồi. Là đầu máy một phần là dài. Rồi cái nó dán chung tem luôn. Dạ. Hay là kẻ có công người có cũ á. Nó xài vỏ gì, 52 hả? Dạ 62. 62 hả? Dạ 62 luôn. À. Đó. Con này thì để coi, à con này không đào mương được các bạn nha. Xin giữa không đào mương được. Chuyên sới. Chuyên sới đất cứng. Chuyên sới. À. Rồi như con này thì đào mương được nè. Đó, đào mương được nè. Ê. À đào mương được. Áo ra cũng NF luôn, L luôn. Ô. L có đề. Cái dòng Isaki này L có đề. L lại có đề. À. Còn cái kia BL là có đề. Dạ đúng rồi, nó chia nhau hai cái. À. Cái này nó thêm chữ L, kia thêm chữ B nữa, BL. À, máy là y như nhau. Máy y nhau hết. À. Máy y như nhau. À, 6 cấp số như nhau. Rồi đầu mương quá ngon. Sới đầu mương rồi, nhưng mà Isaki này thiết kế được cái nó đẹp ha. Để mẫu mã đẹp. Rồi như con này thì chuyên sới nè, như con này thì xin hộp số rồi đúng không? Dạ hộp số rồi luôn. À hộp số rồi. Ô, con này dàn vỏ đẹp quá. Dạ, vỏ đẹp. Vỏ như đăng, mới. Như đăng chưa biết gì luôn. Con này hình như như mới á. Dạ. Ừ, chưa chẳng xài bao nhiêu chắc. Chắc chưa xài nhiều. Dao rồi còn bén ngót luôn. Nè, con này cũng vậy nè. À, quá đẹp. Con này lò bò. Lò bò mà đâu đâu có đề đâu. À. À. Hả? Rồi, không hiểu được. À, không hiểu. Thôi kệ ông ngoại nó đi. Ha. À. Ừ. L. À, có đề, có đề chứ không có. Thôi đây con này cũng chuyên sới ha. Hộp số nhôm nè. Hộp số nhôm. Rồi. À, dành để chuyên sới. À, coi đào mương được không? Đào mương được luôn. À, đào mương được. Đào mương được luôn. Bây giờ á. Bây giờ từ cái khi mà chú chỉ cho người ta cái máy sới đào mương nè. Tới bữa nay là coi như xin giữa là đắt hơn. Đắt. Mà cái máy mà họ chế về để chế đào mương á, biết không? Nó chế mấy đào mương bán 12 triệu rồi. Vậy hả? Ờ. Ừ. Mà chế mấy đầu mương cuối cùng giờ mấy đầu mương ế hết. Hả? Cái lỗi do ai ta? Này nhiêu đâu? Nó có tầm 1 triệu. Mà lỗi do chú hả? Mình đầu mương được luôn. Hả? Dạ. Lỗi do chú hả? Dạ, do chú rồi đó. Thôi kệ đi. Mình giúp cho nông dân thôi. Dạ. Để họ biết. Thay vì mua cái kia 12 triệu mang về đầu mương xong vứt đó. Dạ. Trong khi bỏ ra 12 triệu này chạy đủ đường hết. Dạ đúng rồi. Ha. Tổng hợp luôn. Ừ, tổng hợp luôn. Chế một cái bóng sắt đây một kéo luôn. Hả? Nếu mà muốn kéo một bánh sắt đây nè. À. Chế ra kéo một được luôn. Rồi. Thôi bạn nào có nhu cầu thì alo với anh chủ ha. Rồi, mến chào các bạn.